Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Viện Pha Chế Sunny. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn một món trà, đó là trà Oolong Mist thạch dừa. Thì để làm được món này mình gồm có những nguyên liệu như sau ạ. Trà Oolong vàng Sunny ạ. Sinh tố mít thạch dừa, thì sinh tố đây là một loại sinh tố rất đặc biệt của nhãn hàng Otterbird ạ. Tiếp theo là siro Otterbird dừa, mật ong ạ. Để decor cho phần đồ uống thì mình sẽ dùng vài lát cam vàng và lá bạc hà. Thì bây giờ mình xin phép được thực hiện món trà Oolong Mist thạch dừa. Đầu tiên mình sẽ sử dụng là 130ml trà Oolong ạ. Tiếp theo là sinh tố mít thạch dừa. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 40ml ạ. Tiếp theo là siro Otterbird dừa. Ở đây mình sẽ sử dụng 5ml ạ. Và mật ong ạ. Đây mình cũng sử dụng là 5ml ạ. Để tăng cho cốc nước được tươi mát hơn thì mình sẽ dùng 3ml nước cốt chanh ạ. Và cuối cùng là đá, 150g đá. Tiếp theo mình sẽ lắc lên. Mình sẽ đổ ra cốc ạ. Và mình sẽ lấy vài lát cam để decor cho phần đồ uống ạ. Cuối cùng mình đã thực hiện xong món trà Oolong Mist thạch dừa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.